Trong sáng ngày 21 tháng 3, luật sư của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục phần bào chữa cho thân chủ của mình. Và ngay khi bắt đầu phiên tòa, thì bị cáo Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử được viết đơn ngay tại tòa để trình bày đề nghị liên quan đến việc bồi thường trách nhiệm trong vụ án. Sau khi nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan, hội đồng xét xử thông báo trong đơn bà Lan xin được chuyển 1.000. 350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do Nguyễn Cao Chí bồi thường cho bà Lan và 350 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng mong muốn chuyển thêm 300 tỷ đồng mà cá nhân trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ. Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Nguyễn Cao Chí và bà Trương Mỹ Lan có các quan hệ làm ăn sau khi bà Lan bị bắt tạm giam, người đàn ông này dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền là 1.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Trí đã nộp lại số tiền là hơn 800 tỷ đồng. Đồng thời, nhà chức trách đã kê biên nhiều tài sản của ông Trí. Tại tòa, bị cáo cam kết sẽ khắc phục toàn bộ bằng tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt. bào chữa bổ sung bị cáo chu lập cơ cũng cho biết luôn xem việt nam là quê hương thứ hai của mình vì đã lập gia đình và có nhiều công việc làm ăn ở đây bị cáo cũng thừa nhận đã ký vào nhiều văn bản để đồng ý cho vợ mình mượn tài sản để thế chấp vào ngân hàng scb